Mặc dù chính quyền phường Phú Thượng và quận Tây Hồ đã ban hành các quyết định cưỡng chế, buộc khắc phục hậu quả và tổ chức thực hiện cưỡng chế, nhưng hiện nay các công trình vi phạm và bãi vật liệu xây dựng trái phép của ông Hoàng Thanh Sơn vẫn ngang nhiên tồn tại, thách thức pháp luật. Nhằm qua mắt lực lượng chức năng và người dân, ông Hoàng Thanh Sơn đã lập một bãi tập kết vật liệu xây dựng mới cách đó khoảng 200m mà không vấp phải sự vào cuộc kiểm tra, xử lý của Ủy ban nhân dân phường Phú Thượng. Thấy là đã ra có quyết định cưỡng chế nhưng mà họ không cưỡng chế được để bây giờ vẫn họ vẫn để tồn tại mà vẫn để họ vẫn hoạt động và vẫn đi lại xe pháo rộn rịp mà không thay đổi tí gì, vẫn để đi lại làm ồn ào, làm cũng ô nhiễm môi trường. Quá bức xúc trước cách giải quyết vi phạm của Ủy ban nhân dân phường Phú Thượng, ông Nguyễn Trường Sơn, tổ 1 cụm 1 phường Phú Thượng đã làm đơn tố cáo ông Kiều Văn Tâm, phó chủ tịch Ủy ban nhân dân phường Phú Thượng thiếu trách nhiệm, buông lỏng quản lý, có dấu hiệu bao che vi phạm. Ông Sơn cũng tố cáo ông Tâm vi phạm pháp luật trong việc giải quyết đơn thư của công dân và giải quyết nội dung phản ánh của các cơ quan báo chí. Vâng, vừa rồi thì tôi cũng có nhân dân thì nó cũng có đơn để gửi các cấp tố cáo những cái vi phạm của ông Kiều Văn Tâm, phó chủ tịch phường Phú Thượng. Đây thì công trình nhà cấp 4 này là đập phá dở dang này là do chính quyền không biết là còn vấn đề gì mà không thể làm dứt điểm được, với bãi vật liệu xây dựng đây là còn tồn tại gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng trong khu vực đấy, rồi là cái nhà này thì làm cho người tham gia giao thông đi qua lại rất là hoảng nguy hiểm. Thế nên chúng tôi đề nghị là các cấp là sẽ phải xử lý triệt để làm sao để cho nhân dân bớt bức xúc mà tin tưởng vào đảng, chính quyền. Thời gian qua, không ít cán bộ, đảng viên, nhất là những người có chức, có quyền, làm việc ở những ngành, lĩnh vực dễ phát sinh tham nhũng, tiêu cực, vi phạm các quy định của đảng, pháp luật của nhà nước, bị xử lý kỷ luật của đảng, hành chính của nhà nước, thậm chí bị xử lý hình sự. Kính đề nghị quận ủy, Ủy ban nhân dân quận Tây Hồ xem xét, làm rõ trách nhiệm của đảng ủy, Ủy ban nhân dân phường Phú Thượng trong công tác giải quyết đơn thư, kiến nghị của người dân và việc xử lý các vi phạm trên địa bàn mà báo chí đã phản ánh trong thời gian qua. Tạp chí điện tử Môi trường và Cuộc sống, môi trường.net.vn sẽ tiếp tục thông tin trong những phóng sự tiếp theo.